Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 21 tháng 6, trên địa bàn ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, khu vực cặp sông Ông Me Nhỏ đã xảy ra sạt lở chiều dài 40m, ăn sâu vào đất liền 3m, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hectare đất vườn trồng cây ăn trái. Người dân khu vực bị sạt lở cho biết, dấu hiệu sạt lở đã xuất hiện vào chiều ngày hôm qua, nhiều cây trồng đã bị lở xuống sông, đến sáng nay thì xảy ra sạt lở. Hôm qua thì nó sạt hai cái bằng một cái hình cái rồi xuống nửa sông luôn. Rồi sáng làm cái hy cái nữa. Như là liên tục luôn, bây giờ như đất dưới đây nó mất chân rồi anh ơi. Nó tiếp tục nó sạt hoài quá. Mong ủy ban nhà nước rồi này nọ làm sớm sớm giùm để nhà cửa chắc cái xuống sông hết quá. Đoạn sông này nó lỡ mấy cái cây bần rồi dừa của bà con là lấn vô tới cái đê bao. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên là ở đây chính quyền địa phương thì cũng là vận động nhân dân là coi như là di dời ra khỏi khu vực này. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc Hòa đến khảo sát và chỉ đạo di dời cây trồng đến nơi an toàn. Trước cái tình hình này thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của xã cũng đã khảo sát hiện trạng, báo cáo về cho Phòng chống thiên tai của huyện lên khảo sát. Thì trên tinh thần đó thì ở đây chúng tôi cũng sử dụng cái phương châm 4 tại chỗ cho là ban nhân dân của ấp làm các biển cảnh báo để cho người dân đi lại an toàn và di dời các cái cây cối có ảnh hưởng vào cái nơi an toàn. Tiếp theo đó nữa thì xã sẽ làm cái báo cáo và tờ trình gửi cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện nhằm mục đích đó là sớm là khắc phục cái hiện trạng. Tiềm ẩn sạt lở tại khu vực này vẫn còn cao khi nhiều vết nứt hiện hữu trên mặt đường.